Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của HD Audio. Thì trước mặt mọi người đây là cái Dart, đây là Flip V2 mọi người nhé. Thì là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái sản phẩm V2 tại shop HD Audio. Đấy. Và đầu tiên thì là chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là nhà sản xuất người ta tặng kèm cho chúng ta những cái gì. Đấy. Lát nữa thì em sẽ so sánh qua nó V2 với con Pontus 2. Đấy, xem là nó khác nhau những cái gì mà nó lại có cái mức giá chênh nhau đến như vậy. Đây là cái sản phẩm của Trung Quốc mọi người nhé. Như cái mức giá là khoảng trên 70 triệu. Hiện tại thì nó là 70 triệu, có lẽ một chút thôi, lẻ mấy trăm thôi. Đây là năm 2022 tháng 1. Còn nếu mà tháng 11 năm 2021 trở lại thì là nó có giá là khoảng 69 triệu. Đấy, có nghĩa là sang năm 2022 đấy thì nó có tăng giá lên một chút. Chúng ta có thể là tham khảo giá tất cả các sàn trên thế giới. Thì cái sản phẩm này nó không phải là phân phối cho cái thị trường Việt Nam mà là phân phối ở trên toàn cầu. Đấy, nên là nó sẽ có một cái mức giá chung. Thì vừa rồi là em đã tháo hộp ra, em mở hộp, em khui ra cho mọi người xem. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn cái hộp bên trong xem sản phẩm có gì nhá. Đấy, thì em sẽ đặt tạm nó lên trên con Pontus 2. Khá là nặng đấy ạ. Đấy. Thì cái vỏ hộp mọi người nhìn này, giữa cái đây là cái con đây là con Pontus nhá, còn đây là con Venus. Đấy. Thì hai con nó có cái kích thước tương đồng nhau. Chính vì vậy mà cái vỏ hộp cũng giống y như nhau. Và mọi người để ý một chút nữa này. Cái vỏ hộp của hai con này với cái vỏ hộp của con Aquarius ở bên Musician đấy, nó cũng giống y như nhau, và kể cả là con dề con Molosirus cũng vậy. Đấy. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái hãng Musician hoặc với cái hãng Denafim này gần như là chúng có một cái mối liên hệ nào đó, gần như là anh em hay là gì đó vậy, rất giống nhau. Giống nhau cả về cái phần thiết kế cũng như là về phần đóng gói nữa. Đấy. Em sẽ cho mọi người xem cái gói của con đây. Đây thì nó sẽ có một cái mặt hộp trước như thế này. Sẽ đậy sản phẩm lên. Có một cái đóng gói túi đen bốn góc cạnh bằng cái nhựa để nó chống va đập. Đấy. Ngoài ra bên trong không có cái gì mọi người nhá. Đấy. Đây là một cái sản phẩm phải nói là rất là giá trị. Đấy. Nó không phải là đầu bảng của hãng. Đầu bảng của hãng thì là con bây giờ nó đang là con Terminator Plus, nó giá khoảng 150 triệu. Đấy, thì đấy là con đầu bảng, còn đây là con đứng thứ ba. Đấy, sau nó thì có con Pontus, và sau dưới con Pontus này nó là con Ares, Ares 2. Nôm na là đây là Venus là giữa, phân khúc giữa. Đấy. Dưới hai con và trên hai con. Đấy. Nhưng với cái giá tầm khoảng 70 triệu mà mọi người nhìn để ý cho em này. Cái vỏ hộp cũng rất là đơn giản, bên trong không có dây nguồn nhá. Không có dây nguồn, nếu mà mọi người mua hàng cần thì có thể là bảo em sẽ tặng cho mọi người cái dây nguồn. Đấy. Tất nhiên là dây nguồn đen cũng bình thường, to chứ còn chắc chắn, chứ còn để mà những cái nguồn hàng hãng đắt tiền thì là shop sẽ không tặng được. Đấy, mọi người lưu ý. Bên trong thì nó có hai cái thẻ như thế này thôi. Đấy. Warranty card, một cái thẻ bảo hành. Và cái thông tin khách hàng không có cái gì hết. Những cái này thì gần như là với chúng ta nó không có giá trị gì cả. Đấy, đóng gói như thế này thôi, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những cái nút và những cái chức năng mặt trước mặt sau. Đấy nhá. Thì em nói qua một chút này, mọi người nhìn này, cái ngoại hình này. Thấy không? Mọi người thấy giống y con Pontus 2, rất giống. Về cả cái kích thước, chiều cao, chiều rộng, chiều sâu giống y như nhau. Nó chiều này nó là 32 phân, chiều ngang là 32 phân, chiều sâu là 38 phân mọi người nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái những cái chức năng mặt trước. Mặt trước thì chúng ta có nút input cộng và input trừ, có nghĩa là input bấm ở đây phát thì là nó sẽ lùi lại, và input cộng thì sẽ tiến lên. Đấy, cái này thì rất là đơn giản thôi,
không có gì cả. Nút pha, pha này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ có pha 0 độ và pha 180 độ. Nó cũng không có một cái công thức, một cái gì đó cứng nhắc cả. Chúng ta nghe mà nó cảm thấy ưng, ok là được. Nó gần giống như cái nút pha ở trên cái loa súp ấy, nó sắt ấy. Đấy, nó là như vậy để làm sao mà nó đồng pha vậy thôi. Không có gì cả. Ở đây tiếp là một cái nút nguồn thì giữa cái con Venus thì nó là nút nguồn ở giữa, còn con Pontus thì nó là nút nguồn ở đây. Đấy, nút nguồn. Khi mà chúng ta cắm nguồn điện thì nó khoảng 5 phút à xin lỗi, khoảng 5 giây sau thì là nút nguồn sẽ có tác dụng, và lúc đấy là chúng ta bấm thì các cái dơ le nó hoạt động mà. Thì bấm nguồn với có tác dụng nhá. Tiếp theo đến là nút OS và NOS, có nghĩa là over sampling và non over sampling. Có nghĩa là lấy mẫu quá mức và không lấy mẫu quá mức, non mà, non là không lấy mẫu, non là không lấy mẫu quá mức. Thì khi mà chúng ta bấm cái đèn ở đây thì cái bên này, chỗ này nó sẽ sáng lên, sáng đỏ lên, thì có nghĩa là không lấy mẫu quá mức. Có nghĩa là cái máy này nó sẽ không đẩy các cái tần số lên quá cao của cái chất lượng bài hát. Ví dụ thường thường một cái bài hát mà nhạc 44.1 ấy, khi mà chúng ta không bấm, chúng ta để cái nút over sampling ấy, thì cái bài hát ấy nó sẽ đẩy cái chất lượng nhạc lên. Đấy, để nó chơi. Cái máy này nó là như vậy. Còn nếu mà chúng ta mà bấm vào cái non over sampling, có nghĩa là không lấy mức quá mức, à không lấy mẫu quá mức, thì có nghĩa là nó nhạc bao nhiêu thì nó chơi từng đấy, nó không đẩy cái nhạc ấy lên nữa. Đấy. Tiếp theo là đến chỗ này là tắt tiếng này. Đấy, và đây là mode này, là chọn chế độ lọc. Ở trên cái sản phẩm này ấy, thì nó có hai cái chế độ lọc. Đấy, nó cũng giống như ở trên con Pontus 2 thôi. Đấy. Có nghĩa là một là chế độ lọc chậm và hai là nó có cái chế độ lọc sắc nét. Khi mà chúng ta bấm ấy, mà nó sáng đèn là chữ OBT thì có nghĩa là lọc sắc nét. Bây giờ em sẽ thử cho mọi người. À lát nữa. Lát nữa em sẽ hướng dẫn mọi người bật cái chế độ lọc đấy. Thì hai cái chế độ lọc đấy thực ra nó cũng không có gì là đặc sắc cả. Cũng không khác nhau quá nhiều. Tôi thì bây giờ mỗi người có một cái gu nhạc, mỗi người có một cái bộ dàn và một cái cách đánh giá khác nhau. Mọi người cứ làm sao mà bật cái chế độ lọc nào nó phù hợp với cái tai của chúng ta thì chúng ta để nhá. Chứ nó không có cái nào mà nó cứng nhắc cả. Mỗi người có một gu. Đấy. Đây là mặt sau của sản phẩm nhé. Đấy, thì nó sẽ có một cái nút nguồn ở giữa. Đấy, nguồn thì đây là cái nguồn của Forutech này. Đấy, mạ vàng hết, tất cả các cái rắc kết nối đều được mạ vàng mọi người nhé. Bên chỗ này tất cả đây mọi người nhìn này, digital in có nghĩa là cộng đầu vào, có hai cộng coaxial 1 và coaxial 2. Đấy, đây nó đều là coaxial mọi người nhé. Và tiếp theo đến là đường AES 1 và 2. Đấy. Đây có cổng quang, cổng I2S và cổng USB. Thì mọi người biết rồi, cái đường I2S này luôn là cái đường mà cho chúng ta có cái chất lượng tốt nhất. Đấy. Nếu mà chúng ta chơi được cái nhạc từ cái nguồn này thì tốt. Những cái thiết bị ví dụ như Music Server ấy, thì những cái con cao ấy, nó sẽ có cái suất cái đường I2S này, chúng ta dùng cái dây HDMI là có thể kết nối được. Con này thì chơi được định dạng DSD là 1024 cơ. Tóm lại nó là chơi được cái định dạng mà maximum cao nhất hiện nay, là nó nhai tuốt chơi hết. Đấy. Mặt nhôm rất là dày. Ở bên này thì chúng ta có hai đường ra, một là AV, nôm na là XLR đấy. Và à xin lỗi, đây XLR có nghĩa là ba lăng đấy. Và RCA. Đây là AV mọi người nhé. Thì chúng ta nên cắm một trong hai đường thôi để có cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Đấy. Chứ không nên cắm một lúc cả hai đường. Đây bây giờ em sẽ bật cái chế độ này lên cho mọi người xem nhé. Chế độ lọc sắc nét và chế độ lọc chậm. Thì chúng ta sẽ cắm nguồn vào này. Sản phẩm này chơi điện từ 100 cho đến 220. Không cần phải qua độ nguồn hay cái gì cả. Chúng ta bật máy nhé. Mọi người để ý là ví dụ như là chúng ta muốn lọc chậm này, thì bấm vào cái nút mute là tắt tiếng này, đèn đây nó sẽ chạy. Chúng ta bấm vào cái nút mode OBT, cái đèn này nó sáng là lọc chậm.
bấm đi tắt là lọc sắc nét đấy, mọi người thấy không đấy, khi mà để chế độ, khi mà đã chọn xong rồi thì chúng ta để nguyên tầm khoảng 10 giây sau thì nó sẽ tự động mất cái này đi, nó tự động lưu đấy, thế thôi, cũng rất là đơn giản đấy. Về cái sự khác biệt giữa cái con Pontus 2 và con Venus 2 thì một vài cái kênh chuyên review về Dart nổi tiếng ở trên trên cộng đồng á, người ta cũng đã review rất là kỹ rồi. Đấy. Nên là em sẽ nói qua một chút thôi. Nó có cái khác nhau như thế nào. Đấy. Thì đầu tiên nó khác nhau về ở những cái hàng điện trở của con Venus 2 này. Đấy, nó sẽ có cái điện trở chính xác hơn so với Pontus 2, có nghĩa là cái độ chính xác của nó là 0,005, có nghĩa là độ sai số đó nó thấp hơn so với con Pontus. Tiếp theo đến nữa là nó có bốn hàng điện trở. Đấy. Và mỗi hàng thì nó lại có hai cột. Còn ở trên Pontus này thì nó chỉ là một cột thôi. Tiếp theo đến nữa là cái cải thiện về phần nguồn. Nguồn ở trên con Venus 2 này cũng tốt hơn nhá. Phần nguồn cũng tốt hơn. Và cái module mà tiếp nhận đầu vào ấy ở trên Venus 2 này cũng nâng cấp hơn so với con Pontus 2. Và những cái ví dụ như là tụ lọc điện ở trên Venus cũng tốt hơn ở trên Pontus. Thì là em sẽ để cái đường link của cái so sánh giữa Pontus và Venus, thì em sẽ để cái đường link ở cái dưới video này để mọi người xem nhá. Người ta cũng đã làm rất là chi tiết rồi, em cũng không nói lại nữa. Rồi, cái video giới thiệu về cái Venus 2 của shop HD Audio đến đây là kết thúc. Đấy, bên em xin phép kết thúc cái video ở đây. Có điều gì mà mọi người không hiểu cần hỗ trợ thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới hai số hotline mà em đang để trên màn hình. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.